Các bạn thân mến, hôm nay mình lại tiếp tục với các bạn. Chúng ta làm việc với một cái chủ đề thiết kế, tức là chúng ta dùng Word để thiết kế. Mặc dù trên thị trường thì các bạn đang dùng Photoshop, rồi Illustrator, InDesign, thì ở đây chúng ta khai thác với phần mềm Word 2016 và 15, 13 giống như vậy. Chúng ta tạo một tài liệu. Tài liệu này chúng ta muốn đặt nó xoay nằm ngang thì các bạn vào layout, sau đó các bạn chọn cho tôi cái hướng là hướng landscape. Đấy. Và chúng ta lấy kích thước là cỡ A4. Thì ở đây là chúng ta sẽ chia tờ gấp này ra làm 3 phần. Chia làm 3 phần thì các bạn vào insert, các bạn chọn size. Đấy. Ở đây chúng ta đo, chúng ta làm 3 cái đường bằng nhau để chia đều cho nó bằng nhau. Chúng ta giữ Ctrl, chúng ta đẩy ra để copy thêm một cái nữa. Một cái nữa chúng ta sẽ cần nhấp vào một thành. Một cái nữa thì chúng ta sẽ chia nó bằng nhau. Với cái hộp này thì chúng ta sẽ đẩy như này. Chúng ta kích chuột phải chọn format. Chúng ta sẽ chọn kích thước của hộp. Kích thước của hộp thì nó nằm ở đây, nằm ở đây nhé. Để chúng ta sẽ chọn là 29,7. Chúng ta sẽ chia 29,7. 29,7 chúng ta chia làm 3 phần. 4 vợ 3824 3927 9327. Đấy, thì bây giờ chúng ta lấy một cái máy tính ra, chúng ta có thể là search ở đây, chúng ta chọn là calculate. Bây giờ chúng ta chia ra. Đấy, thì các bạn chia ra cho tôi là 29.7 chia 3 bằng 9,9. Đấy. Thì chúng ta trong một hộp đây là độ chiều ngang là 9,9. Đấy, các bạn làm như thế cho thầy nhé. 9. À, còn cái này là 21. Ok. Sau khi 9,9 rồi thì chúng ta sẽ copy cái này sau ra làm 3. Chúng ta giữ Ctrl thêm một cái 3 phần. Ta nhấp ra ngoài và chọn copy 3 phần. Đấy, tờ này sẽ chia làm 3 phần và chúng ta cho nó sát vào đây. Ok. Rồi bây giờ ta được 3 phần này là 3 phần mốc. Và chúng ta căn chỉnh giữ cho nó giữ ship cả 3 cái. Rồi chúng ta vào design. Chúng ta vào design nhé. Vào layout đã. Thì chúng ta sẽ align cho nó, align top để cho tất cả bằng nhau nha các bạn nhé. Nhớ chọn đây là align top. Đấy. Là nó bằng phẳng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lock chúng lại. Chúng ta sẽ chọn nhất chuột phải. Chúng ta chọn group lại. Nghe chưa? Chọn chữ lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành 3 phần làm cái menu là thực đơn chẳng hạn. Menu thực đơn hay gì đó. Thì chúng ta sẽ vẽ cho thầy insert. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn cho thầy một cái đường cong về thức ăn hay là về một cái nhà hàng. Rồi, ok. Đến đây rồi thì các bạn nhấp chuột phải cho thầy chọn Edit Point. Edit Point. Đó. Chúng ta biến đổi chéo nó lên trên này. Cong nó lên. Đó. Để vuốt nó lên như thế. Ta tạo phong cách của nó. Cái này chúng ta cong thì chúng ta điều khiển nó cong lên để cho cong đều. Đó. Cong đều lên. Cong đều lên để cho nó đỡ gấp khúc. Các bạn có thể cho cái này lùi lại cho nó mịn.
chúng ta làm cái đấy cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được một cái layout như này. Một phần đầu thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh. Chúng ta sẽ chọn cho thầy một cái chúng ta gọi là đầu bếp. Chúng ta đánh như thế để chúng ta tìm ảnh để cho nó hợp lý, đúng không? Rồi chúng ta chọn này, chúng ta gõ tiếng Việt để nó ra một cái đầu bếp. Đầu bếp đây, chúng ta đặt những cái này lên nha các bạn. Nhớ nhá, khi các bạn có một bộ ảnh rồi do nhà hàng cung cấp thì chúng ta chọn hình ảnh nhà hàng cung cấp. Ở đây chúng ta sẽ chọn công cụ của các bạn, chọn cho thầy là kích thước lớn lớn đấy. Thế bây giờ ta sẽ để một đầu bếp lên phía trên. Chúng ta có thể chọn cái này. Rồi những cô gái xinh đẹp này ta cho về đây, chúng ta ghi là desktop, ta ghi là đầu bếp, folder đầu bếp. Sau đó chúng ta chọn hình ảnh này đầu tiên vào. Thế thì bây giờ ta bật cái này lên. Ta sẽ chọn cái này là picture. Chúng ta chọn file. Chúng ta chọn cho thầy cái ảnh mà ta lưu về đầu bếp đây. Đó, đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa sao cho đầu bếp được gọn gàng lại đó. Cho nó đỡ méo hình. Rồi rồi tiếp tục, các bạn chọn cái hình này, các bạn kéo rộng ra cho thầy. Đầu bếp này nó bên trong nó hơi nhỏ, ở trong hơi nhỏ thì chúng ta có thể chọn cho nó một cái fit. Chúng ta chọn fit nhé, chọn cho nó hợp lý vào. Chỗ bên chỗ này hơi thiếu, ảnh này hơi thiếu thì chúng ta xử lý như nào. Chúng ta cho đây, thầy thử rồi bây giờ cái hình này nó hơi bé. Chúng ta lại lên trên này, chúng ta xem có đầu bếp nào đẹp hơn nữa. Đấy, chúng ta đặt vào. Ok, được rồi, không nào. Chúng ta sẽ làm dần nào. Cái này thầy chọn Edit File lại. Cho tăng lên để cho hẹp cái đầu góc đi. Cho đỡ xấu. Bạn không lo nó làm cả. Rồi bây giờ chúng ta điều chỉnh sang bên tay phải một ít. Show the part of the insert. Insert, ok. Đấy, bây giờ chúng ta ảnh này nó hơi nhỏ chút này. Thì trong ảnh nhỏ thì chúng ta phải làm bước là làm cái bước sửa ảnh để cho to lên. Ta dùng Photoshop nhỉ, ta cho ảnh to lên một chút. Cái này thì các bạn phải nhất định phải sử dụng một phần mềm xử lý ảnh rồi. Đấy. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho cái ảnh cỡ nó to lên. Đấy, hơi chậm một tí.
chúng ta đợi thông tin. Chúng ta cho ảnh cỡ nó to lên. Thầy cho cỡ ảnh to lên nhé. Cho cỡ ảnh là 150. Để cho nó to lên. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ ghi lại. Để chúng ta lại. Thôi ta chỉ cần hai đầu thôi. À, trong cái này cái bút thôi. Rồi đến đây. Rồi ok. Đó, bây giờ ta cho cái nền này với cái màu của đen này. Chúng ta cho solid. Và chúng ta tăng cái đường lại, cái xin lỗi, để tăng cái đường này, để tăng đường lại đi. Đấy, tăng đường lại lên nhé, cho đẹp đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ làm cái màu nền. Màu nền đây ta sẽ đặt các thức ăn vào đây. Bằng cách các bạn làm như sau. Các bạn chọn Insert, các bạn chọn Picture, các bạn chọn Shape. Chúng ta cho đường tròn vào đây. Đấy, được tròn. Ta chuyển nhân làm 3 lần. Rồi mình copy làm 3. Copy làm 3 cái nhé. Các bạn copy làm 3. Giữ control là nó sẽ copy. Chúng ta điều khiển cho nó xuống dưới. Dưới 3 cái vòng tròn này tượng trưng cho 3 món ăn. Chúng ta sẽ chọn là align. Chúng ta chọn align phân phối nữa nhé. Phân phối theo vertical này. Cái nút này là phân phối đều. Đấy, đều cho các bạn. Đấy, các bạn thu nhỏ lại. Bây giờ ta sẽ cho thức ăn. Ta sẽ cho nhỏ lại nhé. Đấy, ok. Giờ ta sẽ download thức ăn, các món ăn. Các món hai sạc. Hai sạc. Rồi ok. Thầy sẽ download những cái món hải sản này về. Rồi giờ chúng ta sẽ đào về nhé, từng món một này. Lưu này. Món 1. Rồi món 2, đây là món này nhé. Món tiếp theo chúng ta cho món cua. Nhìn đã thấy ngon rồi. Lưu này. Đấy. Lưu này. Mình một hàng nhá, món nữa, để chọn món. Ok, bây giờ chúng ta nhìn lên trên này thầy cho picture, đấy, món chúng ta chọn món đây là một. Bây giờ chúng ta cho offset cho nó sang bên này. Rồi tiếp theo món này thì chúng ta lại chọn tiếp file tôm. Rồi món nào cái nào không vừa thì các em điều chỉnh. Món này chúng ta chọn món đây. Đấy.
ngon chưa, hấp dẫn rồi đúng không? Còn đây là chúng ta cho một cái hình món nữa, chúng ta insert đây, đây thầy chọn một món ăn mới, ví dụ như thầy chọn món thầy chọn một món hình nào cho ngon, đại diện đặc trưng của đây. Đấy, từ gấp ba vạch để sau người ta gấp mặt trước mặt sau, thì chúng ta sẽ chọn một món ngon. Rồi bây giờ thầy vào đây thầy chọn một món hải sản ngon nhé. Đó, ok, rồi ta lưu đấy, tập vào chân vào đây. Rồi, giờ ta bật cái này lên. Ta chọn cái này là file đây. Đó. Rồi, bây giờ ta sẽ ghi là nhà hàng. Ta xin sẽ là nhà hàng cơ biển. Chúng ta thì xếp vào đây, chúng ta chọn đây. Các bạn ghi vào đây cho thầy nhé. Rồi các bạn sẽ về home. Các bạn chọn cho thầy một cái màu, một màu nâu, chúng ta đánh là nhà hàng cơ biển phục vụ quý khách, nhà cơ biển chúng ta cho thật to mà. Chúng ta cho to lên đây nhé. Rồi bây giờ việc của chúng ta là phải format cái hộp này, không có là nó to quá, nó sẽ không có, ta chọn là no fit thì nó sẽ có chữ không và nó không có cái nền ở phía dưới nữa. Bây giờ ta thay màu thoải mái, các bạn có thể chọn màu vàng cho nó đẹp, cho nó sặc sỡ lên. Nhà hàng cửa biển. Ok, bây giờ chúng ta cho like của nó là chúng ta chọn đây. Chọn nó format, chúng ta chọn nó là đấy. Thì nhà hàng cửa biển ở đây nó sẽ to. Sau đó các bạn chọn cho thầy một loại phông các bạn thích. Đấy, các bạn có thể uốn éo phông này đi. Rồi, thầy chọn ở đây là thầy chọn cái phông đẹp. Thầy cho đấy. Rồi, bước tiếp theo bây giờ thầy sẽ thiết kế cái menu đây với cái hình nền này. Bây giờ thầy chọn là ăn cúp. Đấy, những cái hình màu xanh này thì thầy sẽ phải tạo phim ở đây, ta sẽ cho nó trùng màu ở trong này. Chúng ta cho một cái màu lai cho đẹp, nó không để màu xanh nữa. Màu xanh không đẹp, ta để chọn nó cùng một màu đồng nhất. Đó. Đây hai màu này chúng ta để màu đây, chúng ta cho chọn màu này đúng không? Đấy. Rồi trên tay cửa biển thì chúng ta cho chân ba chân si giảm lên một chút. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho giảm đi như vậy rất là đẹp mắt đúng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ insert một cái hình sáp này. Chúng ta chọn này, chúng ta chọn cho thầy đây là tên của các menu. Đấy.
gồm các món ăn thực đơn để chúng ta ghi thực đơn. Chính là thực đơn chính. Đấy, thì các bạn ở đây nhé, các bạn chọn cho thầy này. Sau các bạn được chọn cho thầy cái này là no fee. Xin lỗi. Các bạn chọn đây. Các bạn chọn format cho thầy. Đấy, no fee. Thì nó sẽ thực đơn vào no line. Mắt thực đơn chính của chúng ta ở cho chữ màu ôm cho chữ màu vàng. Chúng ta chọn ra một cái màu nổi bật một tí nhé, thì màu vàng thì chúng ta chọn ra màu vàng thì cái này của chúng ta, cái này của chúng ta được cho là cái màu tối, cái màu sáng để cho tương phản với cái màu kia. Chúng ta cho này màu tối là một chút. Chính này. Chúng ta xuống dòng. Xuống dòng rồi chúng ta chọn cho thầy bullet. Bullet này nhé. Chúng ta chọn này. Đơn chính này gồm cua biển. Biển H. Chúng ta cứ gọi chữ thể là đó. Xuống dòng. Chúng ta gồm có cua biển H này. Cá ngừ. Cá ngừ chiên. Cá ngừ cá ngừ zin, rồi ốc xào xả ớt, đấy. Rồi bề hấp. Rồi tiếp tục chúng ta có thể cho là tôm hùm. Tôm hùm hấp quả, hấp chanh. Rồi cá thu sốt. Thì sau đó thì các bạn cho cái này cho thầy một cái tăng lên này. Chúng ta tăng để cho nó like như này. Đấy, sau đó thì các bạn có thể chúng ta có dùng căn chỉnh cái đấy cũng được. Chúng ta chọn này cho thầy phần tôn A, các bạn chọn cho thầy cỡ chữ là to lên, chữ 16. Ok rồi, những cái này không quan trọng nha. Cái màu này các bạn có thể vào option, các bạn chọn cho thầy cái phần bút phinh, chúng ta bỏ cái check này đi để nhìn cho nó đỡ với mắt. Đó, thì nó sẽ như này. Đơn chính này chúng ta cho tăng lên. Đấy, cỡ chúng ta cho to lên 24. Và chúng ta để bôi đậm. Rồi ở đây thì các bạn sẽ cho điền các món vào đây bằng cách các bạn xem một cái vấn đề như thế ra. Các bạn đi vào đây là insert, các bạn có thể cho cái này vào đây, các bạn chọn cho thầy hân hạnh phục vụ quý khách. Cho to chữ cho thầy nhé. Để em cho to. Lần đầu tiên chúng ta làm những cái vấn đề này. Đấy, sau đó thì em chọn đây này. Hân hạnh phục vụ quý khách, thì em cho ra to giữa này. Rồi chúng ta chọn phông chữ cho nó đẹp.
Phông chữ ở đây thì chúng ta chọn phông chữ UTM. Các bạn có thể download UTM về. UTM làm sao cho nó bắt mắt. Rồi, sau đó sẽ em cho màu cho thật. Màu xanh. Rồi các bạn chọn cho thầy cái format. Các bạn chọn cho thầy no fill. Này các bạn no line. Đấy. Đấy, ngon chưa? Tuyệt văn vời đúng không? Đấy, nhà hàng cửa biển. Các bạn có thể cho này cho một cái kiểu dạng chữ theo kiểu này. Đấy, đẹp hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho món, đây là chúng ta giới thiệu món bề bề. Ta insert chúng ta ráp vào. Chúng ta gọi là bề bề hấp. Bề bề ta làm ra một cái chúng ta copy nhé. Bề bề hấp. Đấy. Chúng ta cho to chữ lên. Đấy, sau đó chúng ta format cho cái này cho nó hết đi đấy, chúng ta format đấy, nó hiện ra đây là no fill no line bề bề hấp. Bây giờ chúng ta sửa chữ, chúng ta có thể vào home, chúng ta lại chọn cho thầy phông UTM cho nó đặc sắc đó. Bề bề hấp chúng ta để dưới dạng cá hay là ở trên người chúng ta chọn phông là nó đẹp rồi, chúng ta chọn nhé. Thầy thích chọn phông là chọn cho nó đẹp. Rồi, nó kéo rộng này nhá. Đấy, cho này ra giữa nhé. Các bạn chọn cho thầy giữa. Đấy, bề bề hấp này. Rồi, ok, chúng ta để cho nó cỡ chữ nhỏ xuống một chút. Cho 18. Bề hấp cho lên thành chữ màu đỏ đấy. Các bạn cho chữ màu đỏ. Đấy, sau chúng ta copy. Kéo copy giữ shift là để copy đúng nhé, đúng thẳng thẳng góc thẳng thẳng với đường thẳng xuống, ta lại chọn cái này chúng ta chọn copy xuống để đây. Rồi bây giờ ta đẩy này lên trên một tí, đẩy này lên một tí. Đó. Bây giờ ta làm như sau, ta đẩy lên trên một tí nhá. Rồi ta để cùng cái này, ba cái này ta align. Chúng ta chọn layout. Chúng ta chọn align cho thầy. Chúng ta chọn phân phối. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta thay chữ là tôm hùm luộc. Chúng ta ghi là ta sẽ được chuyển nhân tí cho nó căn phật phối đều tôi ngồi luôn. Cái này chúng ta gọi là con này chúng ta gọi là con
ngao sò ốc hến. Cái con này thầy hay thấy ở ngoài quán, không biết đâu nó là con gì, bây giờ thầy quên mất nhỉ. À, ta gọi là con sò huyết à, không phải hàu, hàu nướng. À, bây giờ thì mình nghĩ ra rồi, bây giờ chúng ta phân phối cho nó nhỏ lại cái này một tí. Nhỏ đều nhé. Rồi nhỏ đều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy này lên một cao một tí. Thì tí nữa chúng ta điều chỉnh sao cho phân phối cho hợp lý. 1, 2, 3 Align. Chúng ta distribute vertical. Đó. Sau đó cái này chúng ta cho lên đây. Phân phối cho hợp lý một tí. Ba cái này chúng ta chọn và chúng ta chọn align left lại để căn đều nhá. Rồi thầy đã vừa làm xong một cái tờ quảng cáo gấp ba vạch, tức là người ta sẽ gấp vào ba vạch thì các mặt đằng sau các em cũng tự thiết kế cho thầy đúng như ý đồ. Bây giờ cái chỗ này chúng ta cho nó cái viền nó cao lên một tí. Để chúng ta chọn viền nhé. Chọn viền. Chúng ta cho ba đi. Và cho màu màu này. Màu này để nó cùng tông. Đấy, để cùng tông màu. Rồi tương tự ở đây cũng vậy. Chúng ta cho màu này. Sau đó chúng ta cũng cho ba. Tương tự ba. 3 hoặc 4 đi. 3,5. Đây cũng 3,5. Đây cũng đa cho màu của nó. Cũng màu này. Và chúng ta cũng cho 3,5. Còn chỗ này chúng ta sẽ cho nó một cái bóng đổ. Đấy, xe đâu. Chúng ta cho bóng. Bóng lên một tí, blur lên một tí, và khoảng cách lên một tí. Tuyệt vời, đúng không em? Chúng ta đã làm một cái tờ gấp ba vạch rất là chuẩn và có thể in được ra. Các bạn chú ý nhé, đây là phần thầy dạy là tuyệt vời nhất ở trong phần Word, vì các bạn khóa năm trước thì không được học phần này. Nhưng đây là một cái khám phá mà chúng ta không ngờ là đối với chương trình Word nó lại có thể làm được những việc như vậy. Đã xong. Và thầy xin chào các bạn. Các bạn sẽ thực hiện cho thầy một cái bài này để ngày mai chúng ta kiểm tra. Thầy xin dừng tại đây. Các bạn nào mà thấy hay thì subscribe cho thầy. Ok, chào các bạn.